Và đây là món bánh tiêu của mình. Thì bên trong nó sẽ bị rỗng ruột ở bên trong. Bánh thì mềm, xốp. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh tiêu. Và nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là 200g bột mì. Thì bột mì các bạn có thể là sử dụng bột mì đa dụng hoặc bột mì số 8 đều được. Sữa tươi thì mình sẽ sử dụng là 115g sữa tươi. Thì 115g nó tương ứng với 115ml. Các bạn có thể là sử dụng sữa tươi có đường hoặc không đường đều được. Đường thì mình sử dụng là 40g đường. Men ở đây mình sử dụng là 3g men. Ở đây mình sử dụng là men nâu. Men ngọt là bánh mì đó các bạn. Muối ăn thì mình sử dụng khoảng một đầu đũa muối ăn. Một chút xíu thôi các bạn, không có nhiều. Rồi mè trắng. Mè này là mình chưa có rang nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhồi bột. Thì mình cho muối vào bột. Cho đường vào sữa. Mình cho men vào luôn. Giờ mình sẽ khuấy lên cho đường tan. Bây giờ mình sẽ cho cái phần này vào. Trộn đều nó lên. Bạn nào làm nhiều thì có thể là nhân gấp đôi công thức của mình lên nha. Nhồi cái này thì mình sẽ nhồi bằng tay nó dễ hơn. Nếu như các bạn cảm thấy bột khô quá thì có thể là cho thêm một ít sữa tươi nữa nha. Mình sẽ nhồi bằng tay trong khoảng 10 phút cho bột của mình nó dẻo. Bánh của mình nó ngon hay không là phụ thuộc vào mình nhồi bột đó các bạn. Mình nhồi bột đạt được cái bột dẻo mịn thì cho cái bánh nó ra mới ngon. Còn nếu như mà mình nhồi bột kiểu như sơ sơ á thì bánh của mình nó sẽ bị khô cứng. Bột mình đã nhồi xong rồi nè các bạn. Nó dẻo dẻo, mịn mịn. Nếu như các bạn cảm thấy bột khô thì thêm sữa tươi nha. Hồi nãy mình thêm khoảng 14g sữa tươi đó các bạn. Tại vì bột của mình nó hơi cũ nên nó sẽ hút nước nhiều. Còn nếu như bột mới thì có thể là đúng cái lượng nước mà lượng sữa tươi mà hồi nãy mình nói á. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín lại và ủ bột trong khoảng 45 phút hoặc là hơn, tùy tùy theo thời tiết nữa. Trời lạnh thì mình sẽ ủ lâu hơn nha. Bột mình đã ủ xong rồi nè. Các bạn ủ cho đến khi nào mà nó nở lên gấp đôi nha. Khi mà chúng ta thấy nó ủ nở lên gấp đôi là được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy phần bột ra. Bây giờ mình sẽ cho một ít bột bánh mì khô ở ngoài. Đây mình sử dụng là loại bột số 8. Mình thấm lên tay để nó dính. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột ra thành các phần bằng nhau để mình làm khi mà mình cán bánh thì nó sẽ đều với nhau. Bột mình đã chia làm 9 phần bằng nhau, mỗi một phần là khoảng 40g. Trong lúc này thì các bạn nhớ chuẩn bị cho mình một chảo dầu để mình vừa cán mình vừa chiên nha. Rồi mình sẽ đừng có thoa quá nhiều bột khô. Thoa quá nhiều bột khô thì nó sẽ làm cho cái bánh của mình nó bị khô cứng. Nếu như nó dính các bạn lăn vô mè như thế này nè là nó sẽ bột nó sẽ không có bị dính. Rồi bây giờ mình sẽ cán đều ra. Chúng ta chú ý là đừng có cán quá mỏng. Cán vừa vừa thôi. Độ dày của nó là khoảng nửa cm trở lại. Đừng có quá dày. Thank you.
Nếu như mà chúng ta cán quá mỏng á, cái bánh của mình khi chiên á, thì nó sẽ không có ruột đặc bên trong. Mình sẽ cán tiếp thêm một cái nữa. Mình nhúng như mè hai mặt luôn. Các bạn có thể là nhúng mè một mặt luôn cũng được nhé. Mình cán hai ba cái mình chiên chứ mình đừng có cán một lượt hết như vậy. Nếu như mà mình làm số lượng nhiều á thì các bạn nhớ lấy bọc thực phẩm các bạn bọc lại để nó bị khô bột nha. Mình sẽ cho một miếng bột vào á. Nếu như mà mình thấy nó nổi lên như thế này là dầu nó đạt được cái độ sôi rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho bánh vào. Mình sẽ chiên với lửa vừa thôi nha các bạn. Rồi mình trở hai mặt nó qua lại như thế này để cho nó phồng đều. Cái này hồi nãy mình cho vào khi mà dầu có thể là chưa có đạt độ nóng nên nó sẽ không có phồng như cái này. Nó bị chai, cái này nó bị chai rồi. Cái nào nó vàng rồi thì mình gấp nó ra nha. Cái này vàng rồi nè. Mình sẽ gấp nó ra. Và đây là món bánh tiêu của mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bên trong nó sẽ rỗng ruột nha. Đó. Mềm mềm, thơm thơm à, khi mà mình sử dụng sữa tươi á, để mình nhồi á, bột á, thì nó sẽ ngon hơn là mình sử dụng nước ấm nha các bạn. Giờ để mình ăn thử một miếng nha. Bột mềm nè các bạn. Do bánh của mình mới chiên á các bạn nên nó sẽ hơi giòn một chút xíu. Mình để cho nó nguội lại thì bánh nó sẽ mềm ngon hơn. Về độ ngọt của bánh thì nó khá là vừa, nó không có quá ngọt. Bạn nào ăn ngọt thì sử dụng thêm đường cho mình nhé. Món bánh này rất là đơn giản. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công với món này. Nếu thích video, các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.